Các bạn đang nghe truyện Trường Sinh Bất Tử Trảm Yêu Trừ Ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1149, thả hổ về rừng, 1. Tây Hồng, Ngọc Sơn. Trong bảo điện rộng lớn, tất cả thị nữ và thị vệ đều lui ra ngoài. Chúng rất ít khi thấy Long Phi đích thân ra tay, hơn nữa còn phát tán ra sát khí lạnh lẽo và chân thực như vậy. Đối với một con Bạch Long râu tím, đây là biểu hiện vô cùng hiếm gặp, chứng tỏ đối phương thực sự tức giận dừng tay. Tử nhàn không còn xưng là bổn cung nữa. Dưới móng vuốt rồng phủ đầy vảy trắng như tuyết kia, An Đình Phong đã lộ ra đầu hổ, hơn nữa cái đầu dữ tận hung ác này đang dần biến dạng trong móng vuốt rồng sắc bén đó. Nàng có thể nhìn ra được, cục diện ở bên kia đang căng thẳng đến mức nào. Nếu không thì con hổ dữ này đã chẳng liên tục phản bổn tộc như vậy. Từ đó có thể suy đoán ra được rất nhiều điều. Đó chính là bên cạnh thẩm nghi chắc hẳn còn có những tông chủ khác, nhưng phần lớn không phải là cơ tỉnh hy nếu không thì với tu vi thiên cảnh của nàng ta dù con hổ già này có dốc hết tinh huyết ra ngoài cũng sẽ không có tác dụng gì chính vì vậy tử nhàn lại càng trở nên lo lắng hơn nếu thật sự để an đình phong đắc thủ thì trên địa bàn của mình lại một lần nữa có hai tông chủ nam hồng thất tử ngã xuống nàng còn mặt mũi nào để đối diện với tỉnh hy nữa ta bảo ngươi dừng tay trong tiếng quát thấp tử nhàn đột nhiên dùng lực chỉ nghe thấy một tiếng rắc trầm đục trên đầu lâu của An Đình Phong lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ, ngay sau đó là huyết tương đỏ tươi trào ra, nhuộm đỏ những sợi lông trắng trên mặt hắn. Hô, hô An Đình Phong lộ ra cái miệng lớn nứt toát qua khe hở của móng vuốt rồng, phát ra tiếng cười quái dị và chói tai. Hóa ra dù là đại yêu có thực lực tương đương với thiên cảnh, đã trải qua sát kiếp 10 vạn năm, chỉ cần có vướng bận, thì cũng trở nên yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức có cảnh giới mà lại để người ta nhìn ra được mình đang sợ hãi điều gì mật pháp đã được thi triển, chỉ cần hắn chết, thì toàn bộ tu vi của hắn sẽ được truyền sang người trưởng lão trong tộc. Người phụ nữ này căn bản là không dám đánh cược, nàng ta vẫn còn ôm hy vọng rằng những nam nhân hồng thất tử kia có thể bảo toàn tính mạng, vì vậy không muốn gây thêm áp lực nào cho bên đó. Ngược lại, bây giờ hắn chẳng còn gì cả. An giật, phụ thân đến tìm con đây. An Đình Phong nở nụ cười dữ tợn, để lộ ra hai chiếc răng nanh. Long Phi, đợi chuyện này kết thúc, tiểu nữ trở về, xem như là cảm tạ những trân bảo tiếp hồn đó, Đình Phong vẫn sẽ làm việc cho người. Ngươi còn muốn sống? Đôi mắt của Tử Nhàn hơi nheo lại, suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Nếu Nam Hồng Thất Tử xảy ra chuyện, con hổ dữ này không cảm thấy rằng mình có thể hoàn toàn đi ra khỏi đại điện này sao, e rằng cả thế lực của Tây Hồng cũng chưa từng nghĩ tới, Đông Long Vương trong truyền thuyết bị Huyền Khánh đâm sau lưng, thực ra lại cảm thấy ấy nấy với Nam Hồng Thất Tử. Vì vậy phụ vương thậm chí còn cố nén cơn buồn nôn như ăn phải phân, mượn oai hùng của tử linh, để tiên nhân kia không còn chú ý đến Nam Hồng, đồng thời chấn nhiếp các thế lực khác, bảo vệ sáu tông còn lại. Dù có chém giết tộc trưởng hạo Nguyệt Sương Hổ này, khiến cho những thế lực khó khăn lắm mới lôi kéo được nảy sinh ý khác, ảnh hưởng đến đại cục, thì phụ vương cũng tuyệt đối không trách mình nửa lời. Nếu người muốn ra tay, thì tốt nhất là nhân lúc này, nếu đợi đến khi chuyện bên kia kết thúc, Đình Phong chắc chắn không thắng được Long Phi, nhưng tạm thời chen chân vào tu vi thiên cảnh, bảo vệ tính mạng vẫn không thành vấn đề. Rõ ràng là bị người ta bóp chặt đầu lâu, nhưng An Đình Phong lại thu hồi nụ cười, mà vẫn bình tĩnh ung dung như vậy. Tử nhàn thu thần sắc của hắn vào trong mắt, đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức của con hổ dữ này vẫn đang giảm xuống, trong lòng nàng dâng lên cảm giác buồn bực chưa từng có. Nàng nhắm mắt lại, móng vuốt trồng vốn vững như bàn thạch bắt đầu run rẩy vì tức giận tiếng cười giả vờ bình tĩnh của an đình phong đối với nàng mà nói thì lại chói tai như vậy từ khi đến tây hồng đây là lần đầu tiên tử nhàn chịu thiệt ở vùng quê nghèo nàng này nàng hít một hơi thật sâu mở mắt ra ánh mắt nhìn về hướng khác chuyện gì cũng có thể thương lượng lời còn chưa dứt tử nhàn đột nhiên phát hiện con hổ trong tay mình đột nhiên run rẩy còn lợi hại hơn cả mình nàng hơi kinh ngạc đưa ánh mắt trở lại lại phát hiện an đình phong đột nhiên ngừng cười đôi mắt vốn sắc bén dưới lớp lông ướt đẫm huyết tương kia, lại trở nên mờ mịt bất định. Hắn ngây ngốc nhìn chầm chầm vào chỗ hư vô, khí tức trên người đang nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, An Đình Phong đột nhiên nắm chặt hai bàn tay, liều mạng muốn truyền toàn bộ sức mạnh của mình sang bên kia, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không có chút hiệu quả nào. Khí tức trên người hắn vẫn không chịu khống chế mà khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Sao có thể, trên mặt An Đình Phong lộ ra vẻ hoảng loạn nồng đậm, rõ ràng, chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Thông qua khe hở của móng vuốt rồng, hắn nhìn chầm chầm vào tử nhàn sự bình tĩnh trong giọng nói đã biến mất từ lâu, Long Phi, Long Phi. Vừa rồi người nói thương lượng, thương lượng gì, tử nhàn nhướng mày, cuối cùng cũng buông lòng bàn tay ra, nhưng lại thấy con yêu hổ có cảnh giới mơ hồ vượt qua địa cảnh viên mãn này, lúc này lại lão đảo lùi về phía sau, ngay cả bước chân cũng không vững trong lòng nàng lập tức hiểu rõ bổn cung đã nói chưa an đình phong không những không chạy trốn mà còn vội vàng ngăn lại lo lắng nói là đình phong muốn thương lượng với long phi chỉ cần trả tiểu nữ lại cho ta ta nguyện vì long phi chinh chiến vạn chết không hối hận nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này sự buồn bực trong lòng tử nhàn biến mất ngược lại còn trở nên khá tò mò rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho con hổ dữ này thay đổi lớn như vậy nhưng dù thế nào đi nữa một khi hắn đã chịu thiệt thì chứng tỏ tông chủ nam hồng đã chiếm được lợi thế tiểu tử họ thẩm mạng của ngươi thật lớn tốt tốt lắm thật sự đã lấy lại thể diện cho ta rồi trước đó vì cơ tỉnh hy mà có chút bất mãn với vị tiểu tông chủ thẩm kia lúc này cũng tan thành mây khói nghĩ đến đây tử nhàn từ từ thu hồi ánh mắt xin lỗi bổn cung không có thói quen thương lượng với người chết chỉ dựa vào những gì con hổ này làm hôm nay thì chết một vạn lần cũng không quá đáng. Thật sự coi Đông Long cung là người tốt rồi, sau khi dứt lời, nàng vung ống tay áo thật mạnh, yêu lực hùng hậu tàn phá bừa bãi, so với lần trước đánh lão thất nhà Kỳ gia rơi xuống ngọc sơn thì lần này rõ ràng là có sát khí, là muốn lấy mạng. An Đình Phong vốn đã hoảng hốt, cộng thêm cảnh giới không bằng đối phương, câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, thân thể cường tráng đã ầm ầm bay ngược ra ngoài, yêu lực giống như gió lốc, xé toạc áo choàng màu trắng đen của hắn ngay cả thân thể cường tráng cũng bị nứt ra để lộ xương trắng bên trong trong trường hợp không có gì kiềm chế tử nhàn cuối cùng cũng thể hiện ra sự áp đảo của thiên cảnh đối với địa cảnh là đáng sợ đến mức nào nàng lại bước về phía trước móng vuốt rồng một lần nữa hóa thành bàn tay ngọc ngà chỉ là trong lòng bàn tay có thêm một thanh kiếm vẫy rồng dài ngay khi đang định lấy đi mạng sống của con hổ này tử nhàn hơi nhíu mày từ từ dừng bước lại chỉ thấy sau khi an đình phong đâm vào ngọc sơn trong vùng nước trong vắt lại xuất hiện thêm một bức tranh cuốn hắn vào trong bức tranh sơn hà đột nhiên rung lên vài cái rồi triệt để hóa giải yêu lực đó ngay sau đó bức tranh ném an đình phong trở lại trong điện chật tử nhàn tiền bối làm sao vậy lại nổi giận lớn như vậy trước mặt an đình phong không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy bóng người trong đó người cầm đầu mặc áo dài màu vàng kim màu sắc nổi bật như vậy nhưng lại không hề có vẻ quê mùa, ngược lại còn toát lên khí tức của người đứng trên. người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vuốt râu dê, mỉm cười với Tử Nhàn, sau đó chắp tay nói: Quân Thụy không mời mà đến, mong Tử Nhàn tiền bối bỏ qua. hắn không gọi là Long Phi mà gọi là Tử Nhàn, trong lời nói có ẩn ý coi thường Tây Hồng. Tư đồ Tử nhà nhìn rõ trang phục của mấy người mới đến, trong mắt lóe lên vài phần không vui. Sao người phá thiên cảnh rồi à? dám đến Ngọc Sơn của ta. Phải biết rằng, Đông Long cung coi tất cả các thế lực của Bắc Hồng như nhau, đều chán ghét như nhau, còn kém một chút, còn kém một chút. Tư đồ quân thủy lại cười cười, liên tục xua tay, chỉ là vô lượng đạo hoàng tông của ta đến Tây Hồng làm việc, luôn phải chào hỏi tử nhàn tiền bối một tiếng, đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tông ta và Đông Long cung. Quan hệ. Tử nhàn nhếch khóe môi, hơi chế nhạo nhìn tiểu bối này. Người này là tông chủ của phân tông thứ 16 của Vô Lượng Đạo Hoàng Tông, cũng là người có tư lịch nhẹ nhất ngoài Tiết Nhan. Nhưng với tư cách là thế lực đỉnh cao của Bắc Hồng, bất kỳ một vị tông chủ phân tông nào của bọn họ, khi còn trẻ đều là người đứng top 3 trong các kỳ đạo binh lục, đổi lại mà nói, đều là những thiên kiêu hồng trạch đã vượt qua 4 kiếp. Có lẽ trước đây có chút hiểu lầm, nhưng giao tình kiểu này luôn là đến từ từ. Ví dụ như bây giờ, Tư đồ quân thủy cúi đầu nhìn yêu hổ dưới chân, quân thủy không ngại thay tiền bối giết con hổ này, tránh làm bẩn tay của tiền bối, mọi người đều biết, bạch long râu tím không thích giết chóc, con súc sinh này, giao cho ta xử lý đi. Nghe vậy, tử nhàn im lặng một lúc, cười lạnh nói, nói là muốn bắt yêu ma cho tiết nhang thì nói thẳng ra, đừng làm như là nghĩ cho ta, quan hệ của chúng ta còn chưa đến mức đó. Lời này cũng không sai, Vô lượng đạo Hoàng Tông sẽ ghi nhớ ân tình này của tiền bối, nhưng nếu người tự tay giết hắn, thì chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người. Nghe vậy, tử nhàn trầm ngâm một lát, cũng không nói gì thêm, coi như là ngầm đồng ý, tư đồ quân thụy lại chấp tay lần nữa, sau đó mới từ từ ngồi sổn xuống, rõ ràng cảnh giới của hắn không chênh lệch nhiều lắm với An Đình Phong, nhưng lúc này lại giống như đang vuốt ve một con thú nhỏ vô hại, nhẹ nhàng vỗ vào trán của con yêu hổ này ngoan bổn tọa còn có việc quan trọng tự đi tìm chỗ nào trị thương đừng có quậy nữa đợi bổn tọa đến đón ngươi an đình phong căn bản là không nói được lời nào khi bị cuốn vào trong bức tranh sơn hà kia trên người hắn lập tức xuất hiện rất nhiều ảo ảnh phù lục lúc này bị đè chặt dưới đất cho đến khi tư đồ quân thụy giơ lòng bàn tay lên hắn mới có sức lực để đứng dậy so với việc cảnh giới bị áp đảo trước đó thì cục diện lúc này càng giống như là sự chênh lệch về thủ đoạn. Trước mặt vô lượng đạo Hoàng Tông, thì yêu tộc và dân quê của Tây Hồng cũng không có gì khác biệt. Đi đi. Tư đồ quân thủy cười tít mắt vẫy tay. An Đình Phong nhìn chầm chầm vào mấy người trong điện, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất. Tử nhàn lại ngồi trở lại bảo tọa. Bây giờ, nói về chuyện của các ngươi đi tử nhàn tiền bối không cần phải lo lắng chúng ta không có ý muốn người giúp đỡ chỉ là đến chào hỏi mà thôi tư đồ quân thụy nở nụ cười hiền lành chỉ có ánh mắt là lóe lên tinh quang chuyện đệ tử của tông ta ngã xuống bên ngoài không có gì là lạ đây vốn là một phần của việc rèn luyện nhưng lại khiến cho cả tây hồng ầm ĩ ai cũng biết thậm chí tin tức còn truyền về bắc hồng chuyện như thế này không nhiều nếu không làm gì đó thật sự coi vô lượng đạo hoàng tông của ta là người dễ bắt nạt rồi tất nhiên chúng ta sẽ không làm lớn chuyện mong tử nhàn tiền bối yên tâm chúng ta chỉ muốn đòi lại công đạo mà thôi vãn bối cáo từ nói xong tư đồ quân thụy lại chấp tay hành lễ sau đó mang theo mấy đệ tử xoay người rời khỏi đại điện trong điện lại trở nên trống trải tử nhàn tựa lưng vào ghế hơi đau đầu xoa xoa ấn đường hiện tại nàng là một nửa chủ nhân thực sự của tây hồng lại không hiểu nổi tại sao nơi này lại đột nhiên loạn thành như vậy tuy nhiên nàng không định nhúng tay vào chuyện này. Vô lượng đạo hoàng tông phần lớn là vì vạn yêu điện mà đến, hai thế lực này đều không liên quan gì đến mình, cũng không liên quan gì đến Nam Hồng Thất Tử, cứ để mặc bọn chúng. Nghĩ đến Nam Hồng Thất Tử, trên mặt tử nhàn cuối cùng cũng có thêm một chút nhẹ nhõm, lần sau gặp vị tiểu tông chủ thẩm kia, nhất định phải hỏi rõ ràng rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, có thể sống sót sau cuộc tập kích của hạo nguyệt sương hổ nhất tộc, dù có tông chủ khác bảo vệ, thì cũng không phải chuyện dễ dàng vị tiểu tông chủ thẩm này cũng thật xui xẻo vừa mới kết thù với tiểu bối của yêu hổ đó bảo nguyệt đại mộ đã xảy ra chuyện gặp phải tai họa bất ngờ cũng không biết rốt cuộc vẻ mặt của đối phương là gì nghĩ vậy tử nhàn không nhịn được lắc đầu cười thân hình biến mất trong điện đồng thời ngoài ngọc sơn một nhóm người vô lượng đạo hoàng tông nhanh chóng bay ra khỏi vùng nước trên mặt tư đồ quân thụy không còn vẻ khiêm tốn như trước nữa hắn tùy ý vung tay gọi ra bức tranh sơn hà rộng lớn kia thân hình hóa thành lưu quang rơi vào trên bồ đoàn hô hắn ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn về phía trước chỉ thấy trong đạo hoàng cung có một lão già toàn thân tả tơi bị trói trên cây cột lớn vẻ mặt thê lương khí tức yếu ớt rõ ràng là đã chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính có thể vào đạo hoàng cung của bổn tọa cũng coi như là phúc phận mà ngươi tu được mấy đời rồi. Ta khuyên ngươi nên nói ra toàn bộ nguyên nhân của sự việc, bổn tọa sẽ ban cho ngươi cơ hội quay về tông, chung cất cùng với đồng môn của ngươi, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong bức tranh sơn hà của bổn tọa. Tuy mặt mũi của lão già đầy máu thịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo của ông ta. Chính là đại trưởng lão của bang Sơn Tông, Dương Vận Hằng. Ta, ta đã đưa cho các ngươi xem rồi, ngọc giảng đó, Giọng nói của Dương Vận Hằng như tiếng mũi kêu. Ồ! Tư đồ quân thụy lại vuốt vuốt râu dê, chơi đùa nói. Ngươi đang nói đến thứ mà người Tây Hồng nào cũng có một bản sao đó. Thứ đó, ta còn cần phải lấy từ tay ngươi sao, không, không còn gì khác nữa. Dương Vận Hằng cố gắng mở mắt ra. Được. Tư đồ quân thụy nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi nói xem, ngọc giảng đó là do ai ghi lại, tông chủ của ngươi hay là đạo tử, nghe vậy, trong lòng Dương Vận Hằng đột nhiên nhảy dựng lên, cắn chặt răng rất lâu, cuối cùng cũng nói, là do chính tay ta ghi lại. Nếu đã như vậy, thì nói về những gì ngươi đã nhìn thấy đi, ví dụ như chủ nhân của Lưu Quang Huyền Kim kia trông như thế nào, tu vi ra sao, ăn mặc thế nào. Tư đồ quân Thụy mang theo ý treo chọc, tiếp tục hỏi. Dương Vận Hằng lại rơi vào trầm mặt, sắc mặt thay đổi liên tục, e ngại nhìn về phía bức tranh Sơn Hà, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, Tất cả đều ở trong Ngọc giảng, những thứ khác ta không nhìn thấy gì hết. Ha, Tư đồ quân Thụy đột nhiên bật cười lớn, cười đến mức không thở nổi, xoa xoa khóe mắt nhìn mấy đệ tử nói, hắn đang coi bổn tọa là đồ ngốc, các ngươi nói cho hắn biết, vô lượng đạo hoàng tông của ta làm việc như thế nào. Mấy đệ tử của vô lượng đạo hoàng tông cuối tay đứng lơ lửng, lạnh lùng đáp, không tra được hung thủ thật sự thì gà chó cũng không tha thân hình nhỏ nhắn treo lơ lửng giữa trời xanh biển biếc, chiếc váy đen nhánh như mực khẽ đung đưa. Dòng sông máu mênh mông cuồn cuộn chảy vào trong tảng đá trấn áp này. Dưới ánh đỏ thẫm, làn da của nàng càng thêm trắng nõn. Hàng mi dày run rẩy, như thể mí mắt nặng ngàn cân. Nhưng khi An Ức hoàn toàn mở mắt, đôi tròng mắt tròn vo bỗng dựng đứng, trong đó hiện lên vẻ áp đảo. Tựa như hổ dữ vừa tỉnh, nhìn quanh núi rừng, lực lượng của gần như toàn bộ những cường giả của tộc hạo nguyệt sương hổ bao gồm cả con yêu hổ canh mộ trong đại mộ bảo nguyệt năm xưa cùng với hai con đại yêu hợp đạo cảnh hậu kỳ giờ phút này đều hội tụ vào một người với tu vi và huyết mạch phong phú như vậy cuối cùng cũng khiến yêu lực ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé này bùng nổ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi thành công vượt qua giới hạn của địa cảnh viên mãn thẩm nghi cảm nhận được luồng khí tức tương tự như mình ở phía trước quả nhiên đám yêu tộc này vẫn giống như ở bạch ngọc kinh không có đạo binh hay thiên kiếp hạn chế cảnh giới trấn ngũ binh vốn độc nhất vô nhị đối với tu sĩ nhưng đối với yêu tộc lại là một quá trình nhất định phải trải qua tất nhiên điều này cũng không hẳn là chuyện tốt suy cho cùng tu sĩ muốn độ ngũ kiếp là vì cho rằng điều đó có lợi cho con đường tu hành còn đối với yêu ma mà nói rõ ràng là đột phá thẳng lên thiên cảnh sẽ có lợi hơn hơn nữa Sở trường của tu sĩ cũng là điều mà yêu ma không thể sánh bằng. Ví dụ như chỉ cần hợp đạo là có thể tự mình thông thạo một loại thần thông, ngay cả tu sĩ địa cảnh sơ kỳ như tông chủ vạn tượng Các cũng có thể sử dụng thành thạo. Đó chính là phương pháp hiến tế sinh linh bảo địa. Mặc dù hầu hết các tu sĩ đều không làm ra chuyện tự hủy bỏ căn cơ tông môn như vậy, nhưng có và không có vẫn có sự khác biệt rất lớn, đây chính là một kiểu liều mạng mà ai cũng biết không ai muốn dễ dàng đánh cược xem đối phương có dám sử dụng hay không thẩm nghi biết mình không muốn sử dụng phương pháp hiến tế nhưng hắn không thể chắc chắn rằng trong lúc gặp nguy hiểm thực sự một người có thể giữ được lý trí hay không hơn nữa ít nhất vị tiên nhân kia cũng có thủ đoạn ảnh hưởng đến tâm trí của tu sĩ thậm chí khiến họ tẩu hỏa nhập ma vì vậy cách giải quyết tốt nhất chính là đừng để bản thân rơi vào tình huống cần phải lựa chọn chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ không ai có thể khiến mình phải liều mạng cảm giác thế nào đợi đến khi an ức quen dần thẩm nghi mới gọi nàng trở về có chút không quen nhưng cũng ổn an ức thử nắm chặt hai tay không giống như khi những viên đá trấn áp khác thăng cấp nàng không hề cảm thấy chấn động hay kích động bởi vì nàng chưa từng tu hành cũng không biết thực lực hiện tại của mình đáng sợ đến mức nào thấy vậy thẩm nghi đành thu hồi ánh mắt phải nói rằng vị tây điện chủ này thực sự cẩn thận từ khi tái tạo yêu hồn độ kiếp cho đến khi thăng cấp gần như không lãng phí chút yêu thọ nào độ mạnh yếu của yêu hồn đối phương hoàn toàn được bồi đắp bằng vô số bảo vật kéo dài hồn phách thậm chí ngay cả long phi ngọc sơn cũng đã trả giá từ trước đáng tiếc là vẫn còn thiếu một chút nữa mới đột phá thẩm nghi thầm thở dài trong lòng không nói ra An ức còn thiếu một chút nữa mới trở thành một viên đá trấn áp thiên cảnh thực sự, có lẽ chính là mạng của cha nàng. Không biết hôm nay vì sao đối phương không đến. Thẩm nghi cất an ức vào trong vạn yêu điện, tế ra một phần hắc vân, bay về hướng ban sơn tông. Mặc dù hắc vân này là đạo binh, nhưng tác dụng của nó lại tương tự như thần thông của nhà họ nhạc, đó là ẩn dấu khí tức và hình dạng. Đừng nhìn khi đó lăng nhạc tông chủ chỉ cần một chiêu đã tóm được nhạc thiên sách, đó là do chênh lệch cảnh giới quá lớn. Phải biết rằng khi truy đuổi con yêu gấu kia, ngay cả an ức với tu vi gần địa cảnh hậu kỳ cũng không phát hiện ra được tử lan tiên tử ẩn mình trong hắc vân. Có thứ này bên mình, đi ra ngoài sẽ tiện lợi hơn nhiều. Tây Hồng, Ban Sơn Tông Sau núi Đại Điện Tông chủ Ban Sơn Tông đứng khoanh tay, nhìn về phía đồ đệ của mình, thấp giọng trách mắng, láo xược hai người các ngươi bàn bạc lung tung, cũng không sợ gây rắc rối cho người khác nghe vậy diêm sùng chướng xoa xoa ấn đường muốn giải thích nhưng lại không dám mặc dù chuyện này thực sự chưa từng bàn bạc với thẩm đạo hữu nhưng hiệu quả hiện tại vẫn rất rõ ràng ít nhất là theo tin tức nhận được đến hiện tại ngay cả khi điều tra cừu địch tộc thanh phượng lưu ly cũng phải cẩn thận hơn nữa hướng điều tra cũng bị lệch sang thế lực thần bí bịa đặt kia hoàn toàn không nghĩ đến thất tử nam hồng nghĩ đến đây hắn cười gượng nói, hơn nữa, với cách hành sự của thẩm đạo hữu, còn cần người khác gây rắc rối cho hắn sao, ban sơn tông chủ nhớ mày, cảm thấy lời này cũng có lý. Sư phụ, còn trấn nhạc pháp thì sao? Diêm sùng chứng chuyển chủ đề, dương vận hàng làm đại trưởng lão nhiều năm như vậy, kinh nghiệm dồi dào, có ông ta ở bên ngoài trông coi chuyện này, hắn cũng yên tâm hơn. Vận khí không tệ, vi sư đã có cảm ngộ mới rồi. Trên mặt Ban Sơn Tông chủ lộ ra ý cười. Đối với tiên tông Tây Hồng mà nói, có thể bổ sung hoàn chỉnh một môn linh pháp hợp đạo cảnh, hơn nữa còn là linh pháp cùng một hệ, đã coi như không nhỏ. Tất nhiên, nếu có thể giải được tấm bia đá cuối cùng của Vô Danh Sơn, ít nhất cũng là linh pháp hợp đạo, tuyệt đối có thể khiến thực lực của mình tăng lên một bậc. Đối với tu sĩ hợp đạo tam kiếp mà nói, địa cảnh hậu kỳ đã là giới hạn, muốn nâng cao thực lực, chỉ có thể nghĩ cách từ thủ đoạn cũng không biết khi nào thẩm tiểu hữu lại tới ban sơn tông chủ thở dài dựa vào tin tức lần trước đồ đệ mang về thẩm tiểu hữu là người biết lễ nghĩa chỉ không biết mình hứa hẹn ủng hộ hết sức cho mấy vị đạo tử nam hồng có thể khiến đối phương động tâm hay không dù sao cũng liên quan đến vô lượng đạo hoàng tông tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt nói đến đây diêm sùng chướng nhắm mắt lại đầy sợ hãi phải biết rằng Đạo Hoàng Tông có thể khiến phần lớn thế lực Tây Hồng làm việc cho mình mà không cần tu sĩ hợp đạo cảnh ra mặt. Nói về thực lực, đối phương thậm chí có thể lấy một mình mình kiềm chế Bắc Long cung, xưng là thủ lĩnh chính đạo cũng không quá. Nói về địa vị, ở Bắc Hồng, bọn họ gần như tương đương với thất tử ở Nam Hồng, có thể nói là một lời nói ra chính. Với quy mô của Ban Sơn Tông, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng chỉ cần chém giết một đệ tử thân truyền của Đạo Hoàng Tông, cho dù không phải tự mình ra tay, cũng khó tránh khỏi bất an. Sư phụ dự định dốc toàn lực của Tông, phong bế Sơn Môn, đến Nam Hồng Trợ giúp thất tử, cũng có ý tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ đã. Diêm sùng chướng đột nhiên mở mắt, mặt đầy kinh ngạc. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc cố ý để lộ ra cho mình, hắn quay đầu nhìn về hướng bên ngoài Tông. Hắn, hắn đến rồi. Đùa cái gì vậy, mới bao lâu mà thẩm đạo hữu đã dám trở lại, hiện trường gây án, cũng không sợ bị người khác theo dõi sao, Nghe vậy, mặt ban sơn tông chủ co giật hai cái, cắn răng nói, đến vừa hay, tốc chiến tốc thắng. Sau khi việc này kết thúc, vi sư sẽ dẫn các ngươi đến Nam Hồng tìm đám long tử long tôn kia giải sầu. Ngay cả bản thân vị tông chủ này cũng không phát giác ra, hiện tại ông ta đã ngầm thừa nhận vô danh sơn là vật sở hữu của thẩm nghi, phản phất như một bảo khố mở rộng cửa, chỉ cần đối phương đến là có thể tùy ý lấy ra, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề không lấy ra được. Đệ tử hiểu rồi diêm sùng chướng quay người bay ra bên ngoài tông vẫn đi theo con đường nhỏ như lần trước dẫn thẩm nghi vào trong một đường đến dưới chân vô danh sơn hắn vô thức nhìn trái nhìn phải sau đó mới đánh giá lại người thanh niên trước mặt không nhìn thì thôi vừa nhìn khiến diêm sùng chướng sững sờ hồi lâu vẫn là bộ đồ đen như cũ dung mạo trắng trẻo tuấn tú trong đối phương không khác gì lúc trước khi chia tay ngoại trừ việc không có tiểu cô nương đi theo bên cạnh nhưng không biết vì sao Diêm sùng chướng lại cảm thấy có gì đó khác lạ, sự thay đổi của thẩm đạo hữu không phải là ở bề ngoài, mà giống như đã có sự khác biệt về chất. Thẩm đạo hữu, ngươi, ngươi đã đột phá rồi, vận khí không tệ. Thẩm nghi gật đầu, không phủ nhận. Hiện tại Ban Sơn Tông rất rõ ràng là có xu hướng dựa vào thất tử, hơn nữa lại tận mắt chứng kiến hắn chém giết Phan Bác Dương, cũng coi như nửa người mình. Diêm sùng chướng ngượng cười ngừng chủ đề, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chấp tay nói, chúc mừng chúc mừng dựa vào hai lần gặp lại thẩm đạo hữu trước đó vận khí trong miệng đối phương có thể đáng sợ hơn sư phụ nhiều thẩm đạo hữu cứ từ từ mà dùng diêm sùng chướng nhìn ngọn núi thấp trước mắt nói ra câu này trong lòng có chút chua xót đa tạ thẩm nghi cũng không khách khí có an ức ở trong vạn yêu điện trông coi với thực lực hiện tại của đối phương đã đủ để giải quyết hầu hết những rắc rối hắn ngồi xếp bằng xuống quen thuộc đưa thần hồn vào trong vô danh sơn ngay sau đó ngọn núi bảo hùng vĩ tráng lệ lại một lần nữa hiện ra chân dung áp lực nặng nề đến nghẹt thở giờ phút này rơi vào người thẩm nghi lại như tắm trong nước ấm hòa quyện với thần ý thần nhạc trong cơ thể hắn khiến người ta vô cùng thoải mái hắn bước đi không nhanh không chậm tiến vào trong núi đi theo con đường quen thuộc lên trên đi qua thần nhạc bi sau đó lại vượt qua trấn nhạc bi thẩm nghi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng áp lực mênh mông kia nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra đoạn đường lên núi cuối cùng này không có gì khác biệt so với trước đó hắn nghi hoặc đi lên cho đến khi lên đến đỉnh núi so với sự hùng vĩ của cả ngọn núi đỉnh núi có vẻ hơi chật hẹp bên vách núi trơ trọi cũng không có tấm bia thứ ba như thẩm nghi tưởng tượng thẩm nghi hơi nhíu mày đây là có ý gì chơi xấu sao vì không làm khó được mình nên dứt khoát không ra đề nữa sao hắn chậm rãi bước đến bên vách núi cúi đầu nhìn xuống dưới, vách đá cao vạn trượng, tựa như vực sâu hung hút, vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình. Thẩm nghi trầm ngâm một lát, nhìn về phía bản điều khiển. Thọ nguyên của yêu ma còn lại, 1920. 000 năm sau khi yêu ma đột phá hợp đạo, thọ mệnh gần như tăng vọt hơn một nửa, từ mức trung bình hơn 30 vạn năm của Bạch Ngọc Kinh, nhảy vọt lên gần 60 vạn năm. Đặc biệt là những con yêu vừa mới hợp đạo như yêu nai và yêu dơi, thọ mệnh gần như là cao nhất trong số những con yêu đã hợp đạo bốn con đại yêu hợp đạo cộng thêm hơn mười con yêu hổ ở bạch ngọc kinh khiến thẩm nghi hiếm khi được ăn một bữa no nê có nhiều thọ nguyên của yêu ma như vậy chống đỡ thẩm nghi hoàn toàn không vội dứt khoát ngồi xếp bằng bên vách núi từ từ chờ đợi ngay lúc này hắn vô tình liếc nhìn bầu trời phía trên sau đó cả người hơi khựng lại đồng tử cũng co lại mật tàn cuối cùng của vô danh sơn không nằm trên núi. Chỉ thấy trong màn trời mờ mịt, dưới sự che khuất của tầng mây dày đặc, một tấm bi lớn vung vứt sừng sững giữa không trung. Theo cơn gió nhẹ thổi qua, mây mù dần tan đi, hai chữ cuối cùng trên tấm bia mang đầy hơi thở cổ xưa cuối cùng cũng hiện ra. Thanh thiên, đi đường gian khổ, cuối cùng lên đến đỉnh núi, mới có thể vén mây thấy trời xanh. Hô! Thẩm nghi hơi vận động hai cánh tay, vẫn không có gì khác lạ, so với lần cảm ngộ bị động trước đó, hắn phát hiện lần này dường như cần mình chủ động không sao thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng tốt tây hồng ban sơn tông lão già gầy gò đi đi lại lại bên suối đầy lo lắng mười ngày rồi có khi nào xảy ra chuyện gì không diêm sùng chướng im lặng đứng chờ bên cạnh hắn biết sư phụ đang lo lắng điều gì bởi vì lần này thẩm đạo hữu đi ra ngoài sẽ quyết định xem thứ ẩn giấu trong vô danh sơn rốt cuộc là linh pháp hay tiên pháp trong truyền thuyết nhưng như vậy cũng quá vội rồi Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sư phụ, lần đầu tiên người quan sát núi, 10 ngày cũng không đủ để người đưa thần hồn vào." "Có thể so sánh được sao?" Ban Sơn Tông chủ trừng mắt nhìn qua, "Quan hệ của mình và Vô Danh Sơn là gì, quan hệ của Thẩm Tiểu Hữu và Vô Danh Sơn là gì, nói thật nhé, nếu thực sự là tiên pháp, với tư chất của người, đừng nói là nhập môn, có thể xem hiểu đã coi như thành công rồi." Diêm Sùng chướng cười nói. Ban Sơn Tông chủ muốn mắng lại, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, chỉ có thể thở dài cảm khái. Vậy linh pháp vẫn tốt hơn, nếu phải đối đầu với Nam Long Cung, vẫn nên có chút gì đó thực dụng. Người còn kém chọn nữa. Diêm sùng chướng lắc đầu bất lực, đang định nói gì đó, lại thấy sư phụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài tông. Phản ứng quen thuộc này khiến trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành. Giống như đang kiểm chứng suy đoán của Diêm Sùng Chướng. Ngay sau đó, bên ngoài tông vang lên một giọng nói hùng hồn và đồng loạt vô lượng đạo hoàng tông, tư đồ tông chủ đích thân tới, hạn cho các ngươi trong vòng 30 giây phải mở trận nghênh đón, khi câu này vang lên trong ban sơn tông. Diêm sùng chướng lập tức cảm thấy khô miệng lưỡi, với tính cách trầm ổn của hắn, cũng không nhịn được mà chửi rủa trong lòng, đùa chúng ta à, lần trước phan bác dương đến trước, thẩm đạo hữu đến sau. Lần này thẩm đạo hữu đến, đạo hoàng tông lại đến ngay sau như chó ngửi thấy mùi thịt. Thậm chí khiến Diêm Sùng Chướng có cảm giác như hai bên đã hẹn nhau từ trước hắn vội và nhìn về phía sư phụ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt sư phụ đầy vẻ nghiêm trọng và kiên dè. Người biết vị tông chủ này sao? Ban Sơn tông chủ từ từ siết chặt hai tay, hơi thở có chút gấp gáp. Tư đồ quân thụy, trong số 16 vị tông chủ của vô lượng đạo Hoàng Tông, mặc dù ông ta có thâm niên thấp, nhưng về thực lực, đã sớm đạt đến địa cảnh viên mãn, nếu phát huy tốt, thậm chí có thể lọt vào top 10. Địa cảnh viên mãn Thiên kiêu cảnh giới tứ binh hợp đạo, Diêm Sùng chứa ngay người tại chỗ, Điều thực sự khiến hắn kinh hãi không phải là thực lực của vị tông chủ này, mà là một thiên kiêu đã hoàn toàn trưởng thành như vậy mà cũng không lọt được vào top 10, ngươi biết cái rắm ấy. Ban Sơn Tông chủ liếc nhìn đồ đệ ngốc nghếch này, hơi ghen tị nói, đợi khi nào ngươi có tư cách tham gia yến hội của tiên nhân thì tự nhiên sẽ hiểu. Sở Dĩ Bắc Hồng có thể đứng trên ba vùng hồng khác, tất nhiên có liên quan đến độ đậm đặc của linh khí và số lượng, chất lượng của thiên tài địa bảo, nhưng nếu so sánh về những thứ này, Đông Hồng cũng không yếu hơn Bắc Hồng yếu tố chủ yếu nhất là bắc hồng là nơi gần tiên nhân nhất so với nơi ở của tiên nhân này cho dù ba vùng hồng còn lại có giàu có đến đâu cũng không thể sánh bằng tiên đang mỹ tủ rơi ra từ kẻ tay của đối phương thêm vào đó sự việc năm xưa khiến hồng trạch đại tiên cảm nhận được rằng trong phạm vi lãnh thổ của mình vẫn còn có người muốn tạo phản nên ông ta càng tổ chức yến hội thường xuyên hơn là hai thế lực lớn nhất ở bắc hồng hơn nữa lại từng giúp đỡ rất nhiều trong việc đưa tử lăng tiên tử lên trời suốt mười vạn năm lớp trẻ đã thay đổi mấy thế hệ bắc long cung và vô lượng đạo hoàng tông có thể nói là ăn đến béo mầm tiên nhân không hỏi thế sự không có nghĩa là ông ta muốn nhìn thấy thủy lục dưới quyền mình xảy ra chuyện dẫn đến tiên đình trách phạt để bắt hồng một mình thống trị chấn nhiếp ba vùng còn lại sau đó tâm tư của hai thế lực lớn này đều dồn vào việc lấy lòng ông ta hồng trạch tự nhiên yên bình ít nhất là bề ngoài yên bình như vậy là đủ rồi không thấy rằng Đông Long Cung đã bị ép đến mức phải gửi con gái đến Tây Hồng kết thân sao, nếu không cảm nhận được áp lực, sao lại dùng đến hạ sách này. 30 giây sắp hết rồi. Diêm Sùng chướng lo lắng nuốt nước bọt, lấy ngọc giảng ra, mau đi bẩm báo phân tông chủ đến, đây là chuyện lớn nguy hiểm. Những người khác đều ngoan ngoãn trở về động phủ, không có lệnh của tông chủ, không ai được phép ra ngoài, mau đi, trong chuyện lớn như vậy, hắn vẫn khá đáng tin cậy. Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ ma gõ cửa, đi theo ta gặp ông ta, cứ ứng phó bình thường thôi. Ban Sơn Tông chủ điều chỉnh tâm trạng, dù sao đệ tử tông môn mình cũng không phải là người ra tay, về phần người ra tay, chỉ cần không nói, ai biết được người đó đang ở dưới chân Vô Danh Sơn. Dù Vô Lượng Đạo Hoàng Tông có mạnh đến đâu, đây dù sao cũng là Tây Hồng, tin tức của bọn họ không thể nào thông suốt như vậy. Nói xong, sư đồ hai người chỉnh sửa y phục một chút, sau đó một trước một sau bay ra khỏi tông môn giữa những cột trụ khổng lồ đồ sơn lần này còn rộng lớn hơn lần trước gần như bao vây cả bang sơn tông lại dưới ánh vàng đó ngay cả dấu tay trên cột trụ cũng trở nên mờ nhạt đi nhiều vài đệ tử mặc trang phục sang trọng đứng xung quanh y phục bay phấp phới như thiên binh tiên tướng vô cùng khí phách không biết tư đồ tông chủ đích thân tới lão hữu có mất xa nghênh đón mong rằng Ban Sơn Tông chủ rửa sạch vẻ dũng phu trên người, giả vờ tao nhã chấp tay, còn chưa dứt lời, cơ mặt lại đột nhiên co giật, ý cười nơi khóe miệng cũng nhanh chóng biến mất. Ông ta buông thõng hai cánh tay, im lặng nhìn về phía Đạo Hoàng cung trong đồ sơn. Chỉ thấy Tư Đồ quân Thụy dường như đang ngồi xếp bằng, duỗi hai chân ra, tùy ý ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh ông ta, một lão già tóc trắng nằm rạp như chó. Ông ta đưa tay nắm chặt tóc của lão già cưỡng ép kéo đầu lão già lên, để lộ khuôn mặt đầy máu thịt be bé bét. Nào, dương trưởng lão, chào tông chủ của ngươi đi. Tư đồ quân thụy mỉm cười cúi đầu nhìn xuống, thu hết thân hình của hai thầy trò vào trong tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống, như quân vương. Hô, so với cường giả hợp đạo cảnh này của bàn Sơn Tông, rõ ràng trong lòng nghiêm sùng chướng càng chấn động hơn. Hắn nhìn chầm chầm bầu trời, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trước khi bước ra khỏi tông môn, Nghiêm Sùng Chướng vẫn đang suy nghĩ trong đầu lát nữa nên ngụy biện thế nào để có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu thế lực chưa biết kia, từ đó tiễn được đám ông nội sống đến từ Bắc Hồng này đi. Nhưng lúc này, cả người hắn lại ngây ra tại chỗ. Từ trong lời nói vừa rồi của tư đồ quân thủy có thể biết được, rõ ràng đám người này biết Dương Vận Hằng chính là đại trưởng lão của bàn Sơn Tông. Đối với một tiên tông mà nói, đại trưởng lão là sự tồn tại chỉ xếp sau tông chủ và đạo tử trừ phi định dứt sạch cả tông môn nếu không sao có thể dễ dàng làm chuyện quyết tuyệt như vậy thậm chí còn không chừa cho bàn sơn tông một con đường để lựa chọn vô lượng đạo hoàng tông nghiêm sùng chướng không biết là tức giận đến cực điểm hay trong lòng sinh ra một chút sợ hãi hoặc có lẽ là cả hai ngón tay run rẩy của hắn từ từ nắm chặt lại mặc dù đã biết đạo hoàng tông có danh tiếng hiển hách thực lực mạnh mẽ nhưng nghiêm sùng chướng vẫn không ngờ được đám tu sĩ bắc hồng này căn bản không coi bàn sơn tông là tiên tông thậm chí ngay cả đám tu sĩ bọn hắn cũng không được xem là người khoảng cách tâm lý quá lớn như vậy khiến trong đầu hắn trống rỗng đóng cửa tông mở trận pháp lên tông chủ bàn sơn cuối cùng cũng thu ánh mắt lại nhìn về phía đồ nhi giọng nói lại bình thản hơn rất nhiều rõ ràng ông ta cũng nhìn ra được sự hoảng hốt của đồ nhi nhưng lần này tông chủ bàn sơn cũng không có ý trách nghiêm sùng chướng không ra gì bởi vì ngay cả bản thân ông ta cũng được mở rộng tầm mắt sự kiêu ngạo và ngang ngược của Phan Bá Dương, động một chút liền có ý định giết người cướp của, không phải là do tông môn dạy dỗ không đúng, mà là tác phong hành sự được chính đạo đầu tiên của Hồng Trạch truyền thừa. Ngươi định ngoan cố chống cự, tư đồ quân thủy thu hết vẻ mặt của lão nhân áo vải vào trong mắt, tiện tay ném Dương Vận Hằng đi, hơi ngạc nhiên đứng dậy. Hắn nhấc chân lên, bước qua người vị đại trưởng lão này, từng bước một đi tới cửa đạo hoàng cung, tò mò nhìn tông chủ bàn sơn, sau đó lại cười lên, trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy? Tiếng cười này cực kỳ đơn thuần, không mang theo chút ý tứ nào khác. Chỉ đơn thuần là khinh thường mà thôi. Bản tọa cho ngươi hai con đường để đi. Tư đồ quân thủy đưa hai ngón tay ra lắc lắc, một là, khai ra hung thủ thật sự, sau đó ngoan ngoãn chịu tội. Hoặc là hắn cười kéo dài âm thanh, mang theo bí mật của ngươi, bị bản tọa chém giết. Cái này có khác nhau sao? Tông chủ Bàn Sơn cũng cười, chỉ có điều là cười khổ thật ra ông ta còn rất sợ vị tông chủ tư đồ này thật sự cho mình một con đường sống. Dù sao cho dù có coi trọng thẩm tiểu hữu đến đâu, so với cả tông môn sau lưng, ông ta vẫn sẽ do dự. Chỉ có điều một khi cúi đầu, hình tượng vĩ đại của mình trước mặt đồ nhi cũng sụp đổ luôn. Trên người tông chủ bàn sơn vẫn mang theo chút khí giang hồ, khá là sĩ diện. Nghe vậy, tư đồ quân thủy trầm ngâm một chút, hơi không chắc chắn nói, khác nhau ở cách chết, nói thật, thật ra hắn cũng không quan tâm đến sống chết của tên đệ tử thân truyền kia của tông chủ phân tông thứ 9, hắn đến đây bảo vệ chính là thể diện của cả vô lượng đạo hoàng tông ở Hồng Trạch. Cho nên thanh thế nhất định phải lớn. So với việc chém giết một tên lính quèn thân phận không rõ ràng, rõ ràng là quét sạch một tiên tông địa phương không tồi thì hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa còn có lý có cớ chiếm một bảo địa ở Tây Hồng, khiến Bắc Long Cung không nói được gì, cũng sẽ không để cho tiên nhân cảm thấy vô lượng đạo Hoàng Tông lại muốn gây sóng gió gì đám lão long ở bắc cung kia chính là sợ đạo hoàng tông lớn mạnh hận không thể mỗi ngày đều bôi xấu bọn hắn trước mặt tiên nhân nghĩ đến đây tư đồ quân thụy thu ngón tay lại thôi đi ngươi vẫn nên im miệng đi lời còn chưa dứt xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh tiếng sóng không còn ngay cả mây trắng đầy trời cũng đứng yên giữa trời xanh biển biếc cột đá cao chót vót bỗng nhiên trở nên cô đơn có cảm giác thê lương khá lớn hô tông chủ bàn sơn nâng lòng bàn tay nắm chặt lấy bả vai nghiêm sùng chướng trước khi đồ nhi kịp phản ứng đã mạnh mẽ ném hắn trở lại trong trận pháp của tông môn không có một câu thừa thải nào chỉ lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với nghiêm sùng chướng dựa vào sự hiểu biết của nghiêm sùng chướng đối với sư phụ trong nháy mắt liền hiểu được ý của đối phương nhưng chính vì hiểu được trong lòng hắn mới đột nhiên dâng lên ý lạnh sư phụ đang nhắc nhở mình đi nói với tông chủ phân tông đừng tới đây nữa tông chủ đã không còn ít nhất cũng phải bảo vệ được phân tông cảm giác của cường giả hợp đạo cảnh nhạy bén đến mức nào chỉ cần ra tay một chút đã có thể nhận ra được khoảng cách giữa hai bên cũng có nghĩa là trong mắt sư phụ cho dù thêm một tông chủ phân tông vẫn là ở trong tông môn bàn sơn thêm cả trận pháp trợ giúp cũng vẫn không có chút phần thắng nào đám tu sĩ bắt hồng vậy mà đã đáng sợ đến mức này tông chủ bàn sơn thu hồi ánh mắt không biết từ khi nào bộ đồ vải trên người đã biến thành một bộ đồ ngắn trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thanh đao mộc trên hai cánh tay có những đường vân giống như núi non hiện ra cả người có vẻ sát khí đằng đằng cái gọi là thượng lương bất chính hạ lương oai tập tính của bàn sơn tông rõ ràng có liên quan không nhỏ đến vị tông chủ này lão nhân cầm thanh đao một liếm liếm đôi môi khô nhìn về phía bầu trời với vẻ không sợ hãi ngay sau đó ông ta nâng lưỡi đao lên nhắm thẳng vào bức tranh non sông hùng vĩ kia chỉ vào bóng người trong đạo hoàng cung một kẻ tầm thường tầm đao hỏi trời. Dưới sự gia trì của trấn nhạc pháp, mặc dù ông ta dẫm lên hư không, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể lay chuyển, khí thế hùng hồn, giống như núi non đứng vững, Tư Đồ Quân Thụy nhìn sang với vẻ thích thú, dù sao ở Bắc Hồng cũng rất ít khi nhìn thấy tu sĩ thú vị như vậy, khiến người ta không nhịn được cười. Nghĩ đến đây, hắn hơi búng ngón tay. Cả bức tranh non sông bỗng nhiên sáng lên, trong vô số sinh linh, có mấy bóng người lặng lẽ hóa thành ánh sáng bay đi. Ngay sau đó, phía sau lưng lão nhân bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng mờ chớp lóe. Bọn họ không có bất cứ thanh thế gì, chỉ là hung hăng đá một chân ra, đá vào khuỷu chân và sống lưng của tông chủ bàn sơn. Dưới một màn bình thường như vậy, ngọn, núi, không thể lay chuyển này, vậy mà lại dễ dàng sụp đổ như thế. Thân hình tông chủ bàn sơn loạn choạng, trấn nhạc pháp đại thành bỗng nhiên bị phá vỡ, cả người không khống chế được ngã về phía trước, ngay sau đó liền bị mấy bóng mờ ấn chặt đầu, mạnh mẽ đè quỳ xuống bầu trời. Gào lão nhân gầy gò này lại phát ra tiếng gầm gừ như mảnh thú, cả bảo địa bàn sơn đều gia trì vào một người, ông ta mạnh mẽ muốn trấn áp mấy bóng mờ kia, nhưng chỉ khiến bọn chúng lắc lư một chút, ngay sau đó lại bị lực lượng càng mênh mông hơn đè trở về. Lần này, đầu ông ta bị đè thấp hơn, ngay cả tư cách nhìn tư đồ quân thụy một cái cũng không có đạo pháp của vô lượng đạo hoàng tông đã cao thâm đến mức khiến tu sĩ tây hồng như ông ta cũng không thể hiểu được trong nháy mắt trong tầm nhìn của tông chủ bàn sơn xuất hiện một đôi giày bảo đẹp đẽ bóng mờ bỗng nhiên bóp nát xương cổ tay ông ta thanh đao một đầy sát khí kia không tự chủ được liền rơi ra ngoài chủ nhân của đôi giày bảo hơi cúi người nhặt thanh đao kia vào trong tay đối với một võ phu mà nói rất khó có chuyện gì nhục nhã hơn việc bị người khác đoạt mất binh khí tuy nhiên ngay sau đó tư đồ quân thụy lại không có hứng thú gì nhẹ nhàng vung vẩy thanh đao ấn lưỡi đao nhẹ nhàng lên sau gáy của tông chủ bàn sơn mở trận pháp đi đừng lãng phí thời gian của ta trong bảo địa bàn sơn nghiêm sùng chướng ầm ầm rơi xuống đất hắn hoảng loạn bò dậy nhìn về phía bên ngoài tông chỉ vài hơi thở dáng vẻ loạn trọn quỳ xuống của bóng người gầy gò kia đã đập vào mắt hắn nghiêm sùng chướng thân là đạo tử của bàn sơn tông lúc này cảm xúc lại có chút mất khống chế dưới lớp vỏ bọc cường giả hợp đạo cảnh này hắn là người hiểu rõ nhất sư phụ là người sĩ diện như thế nào nghiêm sùng chướng nhắm mắt lại mạnh mẽ nuốt nghẹn ngào trở về khi mở ra lần nữa trong mắt đã đầy tơ máu hắn đột nhiên xoay người lao vào trong tông gào thét tất cả trưởng lão đệ tử đều rời khỏi tông môn theo đường nhỏ không được quay đầu lại chạy trốn tán loạn chạy trốn càng xa càng tốt nếu có may mắn sống sót trước tiên ẩn danh đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi đến phân tông hội hợp mau đi dưới sự gia trì toàn lực của cảnh giới tiếng gào thét khàn khàn vang vọng khắp nội môn và ngoại môn của bàn sơn tông toàn bộ tu sĩ của bàn sơn tông lập tức trở nên hỗn loạn bọn họ hoảng loạn từ trong chỗ ở tràn ra ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng điên cuồng lướt qua của đạo tử những người này chưa từng thấy đạo tử của mình hoảng loạn như vậy Lúc này liền hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám hỏi nhiều một câu, chỉ là đồng loạt thi triển thủ đoạn tán loạn bỏ chạy. Nghiêm sùng chướng mạnh mẽ bước vào dưới chân vô danh sơn. Không để ý đến những thứ khác, hai lòng bàn tay trực tiếp đặt lên bóng dáng đơn bạc đang ngồi xếp bằng kia, tỉnh lại, trong nháy mắt khi lòng bàn tay sắp chạm vào hai bả vai của thẩm nghi, nghiêm sùng chướng bỗng nhiên cảm thấy nội tâm rung lên, giống như bị mảnh thú nào đó nhìn chầm chầm, ngay sau đó cả người mình sẽ bị xé nát may mắn là thẩm nghi đã mở mắt ra an ức lúc này mới bình tĩnh trở lại nghiêm sùng chứng lúc này tâm trạng hỗn loạn căn bản không có tâm tư đi nghĩ đến nguy cơ vừa rồi đến từ đâu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của đối phương vẫn không nhịn được cả người run lên chỉ thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa sự khô héo không thể diễn tả bằng lời giống như đã nhìn thấy biển cạn đá mòn chứng kiến hết thảy mưa gió nổi lên xin lỗi đã cắt đứt việc ngắm núi của ngươi Nghiêm sùng chứng mạnh mẽ đè nén sự run rẩy của đôi môi, hắn không muốn đổ trách nhiệm này lên người của người trước mặt, nhưng dù sao đi nữa, bàn sơn tông rơi vào kết cục như vậy, ngoài sự tham lam của bản thân, cuối cùng cũng có liên quan đến đối phương. Ngươi đi đi, sắp không kịp rồi, mang theo ngọn núi này cùng đi. Vị đạo tử này dời ánh mắt đi, ủ rũ vung tay áo lên. Thẩm nghi hơi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Không có sự trợ giúp của thử luyện, chỉ dựa vào sự ngộ đạo, hắn ở trên đỉnh núi kia, nhìn bầu trời không thay đổi, còn có bia đá trong mây mù luôn luôn như một, nhìn suốt mấy trăm ngàn năm, mới lấy được pháp quyết trong bia đá. Sau đó lại dưới sự trợ giúp của Nhạc Thiên Cơ, bắt đầu tu luyện pháp này. Vị trưởng tử của Nhạc gia này, thật sự là một người truyền thụ pháp thuật đặc biệt đáng tin cậy, đối phương vì để lấy thân phận yêu ma, học đại đạo của tu sĩ, nỗ lực bỏ ra là người khác khó có thể tưởng tượng được nhưng cũng chính vì vậy quá trình suy diễn vô cùng thuận lợi ngay cả cơ hội để thẩm nghi thở một hơi cũng không có hô thẩm nghi thở ra một hơi khóe miệng mơ hồ co giật đè nén sự tàn bạo kia hiện tại hắn thật sự rất cần phát tiết ầm ầm đúng lúc này cả bảo địa bàn sơn vậy mà lại rung chuyển dữ dội mấy cái nghiêm sùng chướng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại gần như nghiến nát răng đây là dấu hiệu đại trận bị tập kích hơn nữa từ phản ứng lớn như vậy mà xem trận pháp hộ tông căn bản không chống đỡ được bao lâu cũng chính vì quay đầu lại hắn không chú ý tới sự tàn bạo mà thẩm nghi vất vả lắm mới đè nén được nhanh chóng dâng lên trong đôi mắt đen lấy kia cũng đừng mang theo núi nữa mau đi đi nghiêm sùng chướng lại bùng nổ gầm thét lại không kịp đề phòng nhìn thấy bóng dáng áo đen kia đi qua trước mắt đi về phía bên ngoài tông bên ta chỉ còn lại giọng nói rõ ràng bình tĩnh nhưng lại khiến người ta không rét mà run mở cửa bên ngoài bàn sơn tông. Trong sự bao quanh của bức tranh non sông, trời đất vẫn ở trong trạng thái đứng yên, biển xanh dưới chân, thậm chí ngay cả sóng cũng không dám nổi lên, giống như một khối ngọc trong suốt. Thứ duy nhất có động tác, chính là người đàn ông đứng trước mặt tông chủ bàn sơn kia. Tư đồ quân thủy ngáp một cái, dùng sóng đao nhẹ nhàng vỗ lên mặt của lão nhân, oán giận nói, đây chính là lý do vì sao bản tọa không thích rời khỏi Bắc Hồng, ta thật sự rất ghét phải giao tiếp với đám man di các ngươi. Rõ ràng đã biết kết quả của sự việc như thế nào, nhưng vẫn cứ lãng phí tuổi thọ quý giá của bản tọa. Tông chủ bàn sơn đã thử hết những gì mình học được cả đời, nhưng chỉ khiến số lượng bóng mờ trên người ông ta càng ngày càng nhiều, cho đến khi chất thành một ngọn núi nhỏ. Tương tự như vị tông chủ này, trên cột đá cao chót vót kia, cũng bị vô số bóng mờ bao phủ. Sinh linh trong bức tranh non sông ào ạt lao ra, người người như rồng, mang theo khí thế kinh người, hung hăng đâm vào ngọn núi cao kia, trên vách núi, kim quang phóng ra giữa dấu tay càng ngày càng yếu, cho đến khi không thể nhìn thấy. Nhìn xem, bản tọa nói sai sao, tư đồ quân thủy dùng sống đao mạnh mẽ ép mặt của lão nhân quay sang, để đối phương có thể nhìn thấy rõ hơn ngọn núi này bị bản thân dễ dàng phá vỡ như thế nào. Hô ánh mắt của tông chủ bàn sơn chết lặng nhìn chầm chầm vào dấu tay kia. Giống như tư đồ không hiểu được tu sĩ Tây Hồng, ông ta cũng không hiểu được đám tu sĩ bắc hồng này vì sao luôn làm mọi việc bẩn thỉu hèn hạ như vậy phân cao thấp của sống chết vì sao không thể dứt khoát gọn gàng một chút ở nơi tiên nhân ở vì sao lại không học được một chút tiên phong đạo cốt nào đúng lúc này đồng tử của lão nhân hơi co lại ông ta phát hiện đại trận hộ tông vậy mà đã mở ra bị người ta tự mở từ bên trong nghiêm sùng chướng tông chủ bàn sơn cuối cùng cũng gầm thét lên tiếng trên mặt tư đồ quân thụy cũng có thêm mấy phần hứng thú. Sau khi mất đi sự bảo vệ của đại trận hộ tông, đống bóng mờ kia lập tức xé ngọn núi cao này ra một cái lỗ hổng, mơ hồ lộ ra một phần chân dung của trời đất bên trong. Đối với tu sĩ mà nói, bảo địa hợp đạo giống như một miếng thịt béo ngon. Lúc này, bảo địa bàn sơn cứ như vậy lộ ra trước mắt mọi người. Mà đứng ở phía trước miếng thịt ngon này, chỉ có hai bóng dáng. Sư phụ, nghiêm sùng chướng thở hỗn hển, ngoài yêu cầu của thẩm đạo hữu có thể khiến hắn tự tay mở đại trận cũng là vì hắn thật sự rất muốn nói lời xin lỗi với sư phụ một lần nữa đối phương khổ tu cả đời cuối cùng vẫn bị hủy trong tay đồ đệ này cho dù lời xin lỗi này cần phải trả giá bằng tính mạng nghiêm sùng chướng ngươi hồ đồ rồi tông chủ bàn sơn cuối cùng cũng lần đầu tiên chủ động muốn cúi đầu giữa tóc hoa râm xuất hiện thêm hơi thở già nua nồng đậm tuy nhiên tư đồ quân thụy lại không để tâm đến hai sư đồ này hắn phát hiện một thứ thú vị hơn khi tông chủ bàn sơn đã bị hắn trấn áp vậy mà vẫn còn một người dám đối mặt với hắn bóng dáng đơn bạc được áo đen bao phủ trong mắt thẩm nghi không nhìn ra được vui buồn nhưng tư đồ quân thụy lại rõ ràng cảm nhận được sự tức giận và sát ý kia ngay khi đối phương ngẩng đầu lên đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn có chút ý tứ hắn cười lắc đầu đang định nói thêm gì đó, nhưng bỗng nhiên nhướng mày lên. Bởi vì Thẩm Nghi bước lên một bước, đi ra khỏi bảo địa Bàn Sơn. Đúng lúc này, vạt áo của hắn bỗng nhiên lay động một chút. Sự thay đổi nhỏ như vậy, lại là chuyện rất kỳ quái. Bởi vì trước khi ra tay với tông chủ Bàn Sơn, tư đồ quân thụy đã dùng bức tranh non sông trấn áp trời đất xung quanh, không gió không sóng, vạn vật tĩnh lặng, vậy vạt áo của hắn lay động như thế nào? Trong lòng hơi thay đổi. Tất cả mọi người đều phát hiện ra sự thay đổi. Xung quanh tiếng sóng lại nổi lên, mây trắng trên bầu trời cuồn cuộn, trong nháy mắt khi Thẩm Nghi đứng lơ lửng giữa trời đất, tất cả lại trở về bình thường. Cảnh giới của ngươi, hình như có chút không đúng. Tư đồ quân Thụy thu lại nụ cười, trong mắt có thêm rất nhiều nghi hoặc, tuy nhiên đối phương hình như không có ý định trả lời. Dưới ánh mắt của hắn, Thẩm Nghi hơi buông tay xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thanh đao đen có vân vàng hắn cầm nghiêng thanh đao sau đó bước về phía trước trong tiếng gào thét của vô số bóng mờ bước chân của thẩm nghi không nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định dưới ánh mắt âm trầm của tư đồ quân thụy những bóng mờ kia đều xuất hiện phía sau thẩm nghi hung hăng đá về phía sau lưng hắn đồng thời một miếng ngọc bội âm dương không bắt mắt bên hông thẩm nghi bỗng nhiên phun ra sương mù đen trắng một làn sóng vô hình nhanh chóng lan ra nhanh chóng hòa tan bóng mờ kia làn sóng này quét qua bầu trời lướt qua ngọn núi cao. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh và sạch sẽ hơn rất nhiều. Tông chủ Bàn Sơn bỗng nhiên phát hiện mình có thể động đậy, nhưng bên tai lại ù ù, giống như vừa nghe thấy tiếng hổ gầm bá đạo, khiến ông ta có chút biết tai. Nghiêm Sùng Chứng quay đầu nhìn cột đá cao chót vót kia, phát hiện trên đó vô số bóng mờ không biết đã biến mất từ khi nào. Những tu sĩ đạo Hoàng Tông trấn giữ xung quanh phát hiện có gì đó không đúng vội vàng nhìn về phía tông chủ nhưng thấy tư đồ quân thụy vẫn đứng tại chỗ thờ ơ nhìn thanh niên đang đi về phía mình tông chủ có tu sĩ đạo hoàng tông theo bản năng lên tiếng hỏi cảnh tượng trước mắt này rõ ràng là đạo pháp của tông chủ đã bị phá giải im miệng yên lặng đứng xem là được tư đồ quân thụy chậm rãi nghiến răng tình huống hiện tại hoàn toàn ngược lại với lúc trước trời đất có thể động vạn vật có thể động chỉ có hắn là không thể động cảm giác bị nhắm đến này đương nhiên không thể là vì nguyên nhân gì mà quả báo bị trời đất địch lại hắn chuyên tâm quan sát thanh niên trước mặt cuối cùng cũng hiểu được sự không đúng trong lòng đến từ đâu ngay khi đối phương bước ra khỏi bàn sơn tông đã hóa thành trời xanh ở nơi này vì vậy hắn mới mất đi sự khống chế đối với xung quanh ý nghĩ trôi nổi thẩm nghi đã đi tới trước mặt tư đồ quân thụy hắn chậm rãi nâng thanh đao huyền kim trong tay lên, không phải để hỏi trời, mà là để giết người. Trên thân đao có ánh sáng màu đen vàng chảy xuôi, giống như vung mực vậy, phóng ra. Phục một cái đầu cực lớn bay lên, thêm ba phần màu máu vào trong mực đen vàng kia. Tu sĩ vô lượng đạo Hoàng Tông ngây ngốc lơ lửng giữa không trung, hai thầy trò của bàn Sơn Tông cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn chầm chầm vào cái đầu bay lên cao cao kia, suy nghĩ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn yên lặng, yên lặng đứng xem hắn bị chém đầu, tuy nhiên đúng lúc này. Khóe miệng đầy máu của tư đồ quân thụy lại có thêm một nụ cười dữ tợn. Lúc trước quá mức khinh thường, rời khỏi bức tranh non sông, vì vậy bị tên tiểu tử này dùng thủ đoạn quỷ dị và cảnh giới hùng hồn trói buộc tại chỗ, cần phải nghĩ ra một biện pháp để thoát thân, đám tu sĩ Tây Hồng này không nhận ra được đạo pháp cao thâm như vậy. Đầu của hắn đột nhiên bay về phía đạo Hoàng Cung. Ngay sau đó, Sắc mặt của Tư Đồ Quân Thụy lại thay đổi. Chỉ vì trên đầu hắn có thêm một bàn tay trắng nõn thon dài. Thẩm Nghi giống như đã sớm dự liệu được, ngay khi chém đầu, đã đưa tay ra. Một tay hắn cầm đao, một tay xách đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, đối diện với đôi mắt đầy kinh ngạc của Tư Đồ Quân Thụy. Ngọc bội âm dương bên hông lại một lần nữa bùng nổ ánh sáng mãnh liệt, lập tức nuốt chửng cái đầu này vào trong, a. À, trong ánh sáng đen trắng vang lên một tiếng hét thảm thiết ngay sau đó bức tranh non sông trên trời dường như hóa thành một con rồng lớn cuộn trào chạy tới bao phủ cả hai người vào trong thẩm nghi nghiêng đầu nhìn xung quanh phát hiện biển xanh trời xanh lúc trước bỗng nhiên biến thành một cung điện to lớn hùng vĩ bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh tụng niệm như chung lớn trống lớn dường như có hàng ngàn hàng vạn người đang thành tâm cầu nguyện hội tụ cùng một chỗ liền hóa thành nguyện lực to lớn dù sao lúc trước đã từng giao thủ với phan bá dương biết vô lượng đạo hoàng tông có thủ đoạn bảo mệnh như vậy người này thân là tông chủ, thủ đoạn tương tự càng cao thâm cũng hợp tình hợp lý. Nhưng khi cảm giác được cái đầu trong tay bỗng nhiên khô héo xuống, thẩm nghi vẫn hơi nhíu mày. Rõ ràng, đầu và thân thể dưới chân này đã chỉ còn là cái vỏ, thần hồn ẩn giấu trong đó đã chạy trốn rồi. Ngay sau đó, trong những âm thanh tụng niệm kia, trên bồ đoàn trong đại điện, một bóng người mơ hồ từ từ tụ lại, trên khuôn mặt không phân biệt được ngũ quan, chỉ có thể cảm nhận được sự oán hận trong lòng hắn từ giọng nói thê lương, hắn bỗng nhiên đưa ngón tay điểm tới, gào thét, vào trong đạo hoàng cung của bản tọa, ngươi xong đời rồi, tư đồ quân thủy không thích lãng phí thời gian để tu luyện những tiên pháp mà người khác đổ xô vào. Chỉ có đạo pháp suy diễn viên mãn, diễn hóa thành thần thông chân chính, mới có thể giúp hắn bước vào thiên cảnh. Cái gì gọi là một thoáng ngàn năm, đây chính là đạo pháp của hắn, dùng để giáo hóa sinh linh trong bức tranh non sông, hơn nữa còn không chỉ ngàn năm. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể khiến tên thanh niên này nghe giáo huấn suốt 10.000 năm, thậm chí là 100.000 năm. Hành hạ tâm trí của hắn, khiến hắn rơi vào điên cuồng, vào trong cho bản tọa, tư đồ quân thủy đột nhiên đứng dậy, dùng lòng bàn tay bao phủ cả người thẩm nghi vào trong. Đồng thời, xung quanh âm thanh tụng niệm vang lên dữ dội, như tiếng sấm bên tai, liên miên không dứt, hô, hô, tư đồ quân thủy nhìn chầm chầm vào khuôn mặt túng tú của thanh niên kia, rất nhanh liền bắt được một chút phiền chán, trong lòng hắn cuối cùng cũng dâng lên sự vui mừng, ở trong đạo hoàng cung của mình, muốn đùa chết đối phương quả thực dễ như trở bàn tay, tuy nhiên còn chưa vui mừng được ba hơi thở, hắn lại một lần nữa ngây người tại chỗ. Bởi vì từ khi sự phiền chán kia xuất hiện, liền không có thay đổi gì nữa, dường như cho dù là 10.000 năm hay 100.000 năm, cũng chỉ có thể khiến cảm xúc của đối phương dao động đến mức độ này. Thẩm nghi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có quá nhiều sự khô héo. Hắn lại bước về phía bồ đoàn. Ngươi, ngươi, đối mặt với cảnh tượng khó hiểu này. Tư đồ quân thụy theo bản năng lùi lại mấy bước, sau đó không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất, làm sao có thể có người nào có thể phớt lờ đạo pháp của hắn, cho dù là tu sĩ thiên cảnh chân chính, chỉ cần trúng phải pháp quyết, cũng tuyệt đối không thể làm được sự bình tĩnh như vậy. Ngươi đừng qua đây, trong tiếng hét chói tai kia, thẩm nghi lần thứ hai đi tới trước mặt vị tông chủ phân tông này. Hắn hơi cúi người, đưa tay nắm lấy cổ của bóng mờ mơ hồ kia, ồn ào quá. Tư đồ quân thủy bị mạnh mẽ nhất lên, sau đó cả người đều bị đập mạnh vào cột lớn trong điện. Thẩm nghi liếc nhìn bồ đoàn dưới chân, cảm thấy không thích ứng lắm, tùy ý vung tay áo lên. Bồ đoàn lập tức hiện ra thành một bảo tọa. Thẩm nghi vén vạt áo lên ngồi dựa vào đó, một tay chống cằm, hơi ngẩng đầu nhìn, ta nói, ồn ào quá. Trong nháy mắt, một vệt đỏ tươi từ giữa bảo tọa nhanh chóng lan ra, tràn ra ngoài đại điện, dùng cả bức tranh non sông màu vàng kim thành màu đỏ tươi trong cung điện cao lớn mơ hồ xuất hiện chính bóng dáng dữ tợn giao long ngẩng đầu sơn quân bước đi tiếng gầm thét dữ dội như sấm nổ tung dưới âm thanh kinh khủng của mảnh thú này âm thanh tụng niệm liên miên không dứt lập tức bị đè xuống cho đến khi chết lặng không còn tiếng động hắc xích hắc xích tư đồ quân thủy giống như nhìn thấy chuyện gì có thể khiến tâm thần hắn sụp đổ nhìn chầm chầm vào thanh niên trên bảo tọa, ngay sau đó, một con dao long liền hung hăng quấn chặt hắn vào cục lớn. Đạo hoàng cung của bản tọa, không biết từ khi nào, đại điện mạ vàng đã hóa thành một cảnh tượng đầy yêu khí, hung sát khó nói, dường như chất thành từ xương trắng. Thẩm nghi tùy ý quét mắt qua, nhàn nhạt nói, là đạo hoàng cung của ta. Sau lưng hắn, tám con đại yêu còn lại chậm rãi lộ ra vẻ dữ tợn, khiến tư đồ quân thủy gần như rơi vào hôn mê ầm um, ầm um, ầm um, ngoài bàn sơn tông nghiêm sùng chướng đỡ sư phụ đứng dậy trung giọng hỏi sư phụ đây là tình huống gì vừa rồi tư đồ quân thủy đứng yên không động đậy bị thẩm đạo hữu chém đứt đầu chuyện này vốn đã quỷ dị đến cực điểm tuy nhiên hắn còn chưa kịp tiêu hóa sự chấn động trong lòng lại thấy bức họa giang sơn hùng vĩ nuốt chửng thẩm đạo hữu vào trong khoảng cách về cảnh giới đã đến mức này nghiêm sùng chướng thậm chí không có cả khả năng phân biệt xem ai đang chiếm thế thượng phong đạo pháp của vô lượng đạo hoàng tông mạch mạch tương thừa thật là quỷ dị tông chủ bàn sơn tông nhanh chóng giơ cánh tay phải lên nhưng khi bị đoạt đao vừa rồi đáng lẽ cổ tay đã bị bóp nát vậy mà lúc này trên cổ tay ấy ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có nghiêm sùng chướng cũng chú ý đến chi tiết này vừa rồi những hư ảnh đó là cấm cố thần hồn của ngài sao nếu chỉ đơn thuần là pháp quyết nhắm vào thần hồn thì sao có thể phá vỡ được hộ tông đại trận tông chủ bàn sơn tông vẻ mặt mệt mỏi vô lượng đạo hoàng cung này quả nhiên danh bất hư truyền thời gian hàng trăm ngàn năm rất nhiều thiên kiêu đã dựa trên đạo cung này mà suy diễn ra vô số thủ đoạn hư hư thực thực khó mà nắm bắt khiến người ta không thể phòng bị trừ bỏ cảnh giới cao thâm vô lượng đạo hoàng cung này cũng để cho bọn họ chiếm hết tiên cơ đợi ngươi phản ứng lại được xem hắn dùng thủ đoạn gì thì đã chịu thiệt thòi lớn rồi nếu giao đấu trong đạo cung đó bọn họ càng như cá gặp nước vậy bây giờ phải làm sao nghiêm sùng chướng đột nhiên hoảng sợ sao càng nghe càng giống như tư đồ quân thủy cố ý bày ra cạm bẫy chỉ để dẫn thẩm đạo hữu vào trong xé ra rồi xem tông chủ bàn sơn tông lại nắm chặt tay thanh đao một rơi vào tay lão lão nhìn về phía bức họa giang sơn chói lọi ánh vàng trên bầu trời ngay sau đó lão già này đột nhiên nhảy lên cùng với việc vung đao lên dường như có một lực lượng khổng lồ vô hình chấn động biển xanh xung quanh lập tức cuộn ngược lên tựa như thác nước khổng lồ nối liền trời đất những dãy núi gần đó càng sụp đổ trong nháy mắt đất đá che khuất bầu trời lơ lửng sau đó ầm ầm vỡ vụn chỉ là dư uy thôi mà đã có thanh thế như vậy còn thanh đao một kia mới thực sự hội tụ khí tức của lão già nhưng vẫn mang dáng vẻ bình thường tuy nhiên cổ tay cầm đao của lão lại đang run rẩy dường như thứ lão vung lên không phải là một thanh đao mà là cả bàn sơn tông vì vậy mà có chút lực bất tòng tâm trước một đao này bức họa giang sơn hùng vĩ đột nhiên rung lên sắc mặt tông chủ bàn sơn tông hơi thay đổi hiện tại tâm tư của tư đồ quân thụy không đặt lên người lão lão thực sự có khả năng rất lớn có thể chém bức họa giang sơn này ra một khe hở lớn nhưng phản ứng của bức họa này lúc này cũng thực sự không liên quan gì đến lão mà là từ bên trong xuất hiện biến hóa ngay sau đó lão già như phát giác ra điều gì đồng tử co lại đột nhiên dừng lại thân hình trong mắt lão phản chiếu một vệt đỏ trong nháy mắt dường như có một đám mây lớn màu đỏ máu mờ mịt cuốn theo luồng khí yêu tà gây rợn cuồn cuộn nhanh chóng phủ đầy cả bức họa giang sơn khiến cho vạn dặm giang sơn chói lọi ánh vàng bên trong nhanh chóng trở nên ô uế ầm dưới áp lực của luồng yêu khí hùng mạnh này cả người tông chủ bàn sơn tông bị hất văng ra rơi xuống bên ngoài bàn sơn tông một cách chật vật lúc này khí thế hùng mạnh của lão cũng biến mất sạch sẽ sư phụ nghiêm sùng chướng vội vàng chạy tới tông chủ bàn sơn tông lại chăm chú nhìn chằm chằm lên trời đồng thời một tay ngăn cản thân hình đệ tử đang chạy tới kiên dè quát lên đừng tới đây bây giờ đừng nói là nghiêm sùng chướng cho dù là lão một tồn tại cùng cảnh giới hợp đạo cũng hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại rốt cuộc hai tu sĩ đấu pháp làm sao lại dẫn đến luồng yêu khí ngập trời này dưới sự phản chiếu của bức họa giang sơn màu đỏ máu cả bầu trời cũng hóa thành màu đỏ nhạt thậm chí khiến người ta có cảm giác như ngay giây phút tiếp theo sẽ có hung yêu hiện thế tất cả đều tràn vào bàn sơn tông vừa bị xé mở một khe hở nuốt chửng hết thảy sinh linh bên trong ngay sau đó bức họa giang sơn vốn co lại rốt cuộc cũng từ từ trải ra hiện ra đạo hoàng cung cũng tràn ngập mây yêu bên trong sư đồ hai người không nhìn thấy con yêu quái tuyệt thế nào trong tưởng tượng ở phía trước đại điện chỉ có một bóng người mặc áo đen đứng chắp tay còn tư đồ quân thụy thì không thấy tung tích đâu thắng bại đã rất rõ ràng thẩm nghi tùy ý vung tay áo liền đưa dương vận hằng bị tra tấn đến ngất xỉu không còn ý thức trở về trong bàn sơn tông sau đó y cũng bước ra khỏi đại điện cả bức họa giang sơn liền theo đó cuộn lại biến mất trên bầu trời chỉ có điều trong lúc cuộn lại thuận thế cuốn mấy vị đệ tử đạo hoàng tông đang sốt ruột chờ đợi kia vào trong chỉ còn lại hai ba tiếng kêu gào khóc thảm thiết không thể nghe thấy được hừ tông chủ bàn sơn tông nhìn thanh niên rơi xuống từ chân trời mép bên môi rung rẩy mấy cái người 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 hắn 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 nếu không nhìn nhầm vừa rồi bức họa giang sơn kia dường như bị thẩm tiểu hữu khống chế thủ đoạn của bắc hồng không hiểu được cũng thôi đi sao ngay cả thủ đoạn của nam hồng cũng trở nên quỷ dị như vậy cưỡng ép đoạt đạo cung của người khác đây là thủ đoạn yêu tà cao thâm khó lường đến mức nào chứ thẩm nghi liếc nhìn ngọn núi cao sừng sững tan hoang lại nhìn vết trưởng ấn ảm đạm kia trầm ngâm một lát khẽ nói Xin lỗi. Quả thực y không ngờ rằng, sau khi mình cố ý để lại một miếng ngọc giản, đạo Hoàng tông không đi tìm người thực sự ra tay, lại chẳng phân biệt phải trái, thậm chí ngay cả chứng cứ cũng không thèm nói, đã muốn liên lụy cả Bàn Sơn tông có thực lực không nhỏ vào, thậm chí còn ra tay diệt môn. Nói thật, Bàn Sơn tông trong chuyện này quả thực là không làm gì cả. Kể ra thì, cũng chỉ là khi Phan Bá Dương muốn cướp đoạt Thanh Phượng Lưu Ly, Nghiêm đạo tử hơi khuyên một câu chỉ có vậy thôi bao gồm cả việc trước đó mình chém giết phan bá dương cũng là dùng thiên diễn tứ cửu để vị đạo tử này ở lại tại chỗ thậm chí còn không để cho đối phương nhìn thấy còn như nói bao che cho mình đừng quên bàn sơn tông không phải là tông phụ thuộc của đạo hoàng tông vốn dĩ giữa hai bên không có quan hệ phụ thuộc gì cũng chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo cho đối phương đạo hoàng tông vô lượng hành sự dứt khoát như vậy trái lại khiến thẩm nghi có một nhận thức mới về bắc hồng ngươi xin lỗi cái gì công chủ bàn sơn tông hơi có chút dở khóc dở cười thở dài một hơi hôm nay nếu không phải thẩm tiểu hữu ra tay bàn sơn tông chúng ta sớm đã không còn đường sống lão già không cảm thấy thẩm nghi thiếu nợ gì nhà mình đổi lại là người khác tâm ngoan thủ lạc đừng nói là để lại ngọc giảng giúp bàn sơn tông rửa sạch hiềm nghi dứt khoát trực tiếp hát nước bẩn này lên người bàn sơn tông cũng là chuyện thường xảy ra dù sao thì đừng nói người khác ngay cả bọn họ cũng không rõ thân phận cụ thể của thẩm tiểu hữu, nhiều nhất chỉ biết đối phương đến cùng với nam hồng đạo tử. Thẩm tiểu hữu hát nước bẩn một cái, muốn thoát ra khỏi chuyện này quả thực dễ như trở bàn tay. Hít, nghe được câu nói này của sư phụ, nghiêm sùng chướng đột nhiên phản ứng lại từ sự ngơ ngác vừa rồi, sau đó nhìn về phía thẩm nghi, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Đừng quên, khi vị này vừa đến Tây Hồng, còn giao đấu với thanh phượng lưu ly mấy chiêu, sau đó cũng giao đấu với phan bá dương như vậy, lại nhìn hiện tại kết cục của tư đồ quân thụy cũng không khác là bao thật sự là từ bạch ngọc kinh đến hợp đạo viên mãn đều giải quyết trong vòng mấy chiêu sao tông chủ bàn sơn tông nhìn ra tâm tư của đồ đệ hơi đưa tay đẩy hắn lui về phía sau hiện tại không phải là lúc xoắn suýt vấn đề này lão già thấp thỏm nhìn về phía thẩm nghi tư đồ quân thụy đã chết rồi sao nếu đối phương ngã xuống tại nơi này thì hồng trạch không có bất kỳ thế lực nào cũng không có bất kỳ quy củ nào có thể hạn chế vô lượng đạo hoàng tông ồ ạt tiến vào tây hồng báo thù cho phân tông chủ của bọn họ vẫn chưa thẩm nghi lắc đầu vốn là định giết rồi nếu không cũng sẽ không chém đứt đầu của đối phương nhưng vừa rồi trong đại điện y lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị lúc trước khi hóa thần y cầm một bản vô lượng đạo hoàng cung thiếu hụt lấy từ trong tàn pháp cát cưỡng ép ngưng tụ ra nó sau đó phát hiện ra ngoài đạo cung bản thân nó xung quanh đều trống rỗng dường như thiếu rất nhiều thứ hiện tại mới hiểu phần thiếu hụt đó chính là bức họa giang sơn trước đó trong đại điện thẩm nghi nghe tiếng tụng niệm hàng chục ngàn năm tuy vô cùng phiền phức nhưng cũng khiến cho y đột nhiên hiểu rõ hơn về bức họa giang sơn này động tác biến bồ đoàn thành bảo tọa này trên thực tế có chút tương tự với việc chim cúc chiếm tổ chim khách dùng yêu hoàng cung của y cưỡng ép thay thế đạo hoàng cung của tư đồ quân thụy sau đó trấn áp hắn trong yêu hoàng cung mượn đó để khống chế cả bức họa giang sơn chẳng trách tông chủ bàn sơn tông liên tục cười khổ trên thực tế lão đã mơ hồ đoán được một chút từ sự biến hóa của bức họa giang sơn vừa rồi lúc này tâm tình phức tạp khó nói cũng không biết là nên vui hay nên giận nếu nói theo tâm tư đương nhiên lão muốn xé xác tư đồ quân thụy dù sao cả đời này lão cũng chưa bao giờ mất mặt đến vậy còn suýt nữa thì bị diệt môn nhưng thân là tông chủ đương nhiên cũng hy vọng có nhiều thời gian hơn để cho nhà mình xoay sở một chút tìm ra một con đường sống dù sao đi nữa lão già hít sâu một hơi, chắp tay thật chặt, muốn hành lễ với thanh niên, thẩm, thẩm nghi đưa tay ngăn động tác của lão lại, đồng thời cũng cắt ngang lời lão, nhét một miếng ngọc giản mới vào trong tay lão già, khẽ gật đầu nói, Nam Dương, thẩm nghi. Đơn giản chỉ bốn chữ, lại khiến tông chủ bàn sơn tông ngẩn người trong chốc lát, cho đến khi nghiêm sùng chướng nhấm nuốt mấy lần, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, thẩm đạo hữu là xuất thân từ Nam Dương Tông, Nam Hồng thất tử chi thủ đó, lời còn chưa dứt, tông chủ bàn sơn tông đã hung hăng tác một cái lên sau gáy hắn, còn đạo hữu. Còn đạo hữu, đối phương có thể trấn áp tư đồ quân thụy, đương nhiên là tu sĩ cảnh giới hợp đạo, trong cùng một bảo địa chẳng lẽ còn có thể có hợp đạo cảnh thứ hai sao? Nói xong, lão già thu hồi ánh mắt, có chút thấp thỏm lo âu, hóa ra là tông chủ Nam Dương Đích Thân đến đây. Thậm chí lão có nghĩ đến đâu xa ngoài hồng trạch, cũng không nghĩ đến, đáp án thực sự đã sớm bày ra trước mặt nam hồng nơi đó sao lại có thể bồi dưỡng ra một thiên kiêu trẻ tuổi đáng sợ như vậy chẳng lẽ bề ngoài bọn họ bị phong tỏa ở nam hồng trên thực tế vẫn đang lén lút qua lại với tiên nhân và bên đông hồng còn tông chủ nam dương xưng hô này đã rất nhiều năm không xuất hiện ở hồng trạch tu sĩ dưới xưng hô này cũng đã đổi một người nhưng vẫn mạnh mẽ như cũ không hổ với danh hiệu thất tử chi thủ đợi đã tông chủ bàn sơn tông đột nhiên phản ứng lại khó tin nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia. Đối phương đột nhiên lộ ra thân phận, chẳng lẽ là muốn che chở cho bàn Sơn Tông? Chẳng lẽ từ nay về sau, bàn Sơn Tông cũng có thể dựa vào lá cờ lớn Nam Hồng thất tử, đổi lại là trước đây, Tông chủ bàn Sơn Tông sẽ không cảm thấy chuyện này có gì đáng vui mừng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.